con, cô là Dương Thị Hồng Hạnh, giáo viên trường tiểu học Cửu Long 2, huyện Vĩnh Lợi. Cô rất vui được đồng hành với các con ở môn toán lớp 2, bộ sách cánh diều, bài tia số, số liền trước, số liền sau. Để bài học đạt kết quả tốt nhất, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa lớp 2, tập 1, bộ sách cánh diều, vở ghi, bút. Các con ngồi không quá gần tivi, tư thế ngay ngắn, nơi có đủ ánh sáng và thực hiện tốt các yêu cầu của bài nhé. Bây giờ, cô cho chúng ta cùng khởi động nào. Ở đây, cô có các quả táo mang các số từ 0 đến 10. Vậy cô muốn các con hãy sắp xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Mời các con. Những quả táo được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé sẽ được sắp xếp như thế này. Từ dãy số này, cô sẽ giúp chúng ta tạo ra một tia số. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ mũi tên theo chiều từ trái sang phải. Giống các số, vạch đầu tiên sẽ là số 0. Các vạch còn lại cách đều nhau. Các số được sắp theo thứ tự từ bé đến lớn và cho đến số 10. Ở phía cuối tia số có hình có mũi tên. Và đây là tia số. Các con hãy quan sát trên tia số, vạch đầu tiên là số 0 và cũng là số bé nhất trên tia số. Các số còn lại sẽ được sắp xếp vào các khoảng cách đều nhau và theo thứ tự từ bé đến lớn. Các con hãy quan sát trên tia số. Ở đây cô có số 4. Như vậy chúng ta thấy số 4 sẽ lớn hơn các số ở bên trái. Đó là các số 0, 1, 2, 3. Và số 4 ngay liền sau số 3. Số 4 sẽ bé hơn các số ở bên phải. Đó là các số từ 5 trở đi. Và số 4 là số liền trước của 5. Cũng trên tia số. Vậy trên tia số, mỗi số sẽ lớn hơn các số ở bên trái và bé hơn các số ở bên phải nó đấy các con. Cũng trên tia số, cô sẽ giúp các con biết được đâu là số liền trước, đâu là số liền sau nhé. Các con hãy quan sát trên tia số. Cô chọn số 7 là số đã cho. Vậy số liền trước của 7 là số nào? Số liền trước của số 7 là số nằm ngay cạnh bên trái của số 7. Đó chính là số 6. Vậy chúng ta nói 6 là số liền trước của 7. Vậy số liền sau của 7 là số nào? Số liền sau của 7 là số nằm ngay cạnh bên phải của số 7. Đó chính là số 8. Chúng ta nói 8 là số liền sau của 7. Các con ạ, cô vừa giúp các con nhận biết các số trên tia số, biết được số liền trước, số liền sau. Bây giờ con hãy áp dụng những kiến thức này để cùng cô thực hiện các bài tập nhé. Chúng ta bắt đầu với bài tập 1 nào. Cùng cô đọc yêu cầu bài nhé. Bài 1. A. Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số. Ở đây cô có các thẻ số 1, 2, 6, 3, 7, 4, 9, 8. Vậy các con hãy suy nghĩ và chọn các thẻ số để điền vào các vạch thích hợp theo thứ tự ở tia số nhé. Sau đó chúng ta sẽ trả lời các số, các câu hỏi ở phần B. Mời các con thực hiện.
Nào, bây giờ cô trò chúng ta cùng chữa bài nào. Các con quan sát trên tia số. Đây là vạch đầu tiên của tia số là số 0. Vậy khoảng cách từ số 0 đến số 5 sẽ là những số nào? À, đó là các số 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, đây là ô số 5 và đây là ô số 10. Vậy khoảng cách giữa số 5 đến số 10 là những số nào? À, đó là các số 6, 7, 8, 9. Như vậy chúng ta vừa sắp xếp được các thẻ số vào các vị trí thích hợp rồi. Mời các con đọc tia số cùng cô. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ các con cùng cô trả lời các câu hỏi phía dưới nhé. Để trả lời được các câu hỏi ở phía dưới, các con hãy quan sát vào tia số. Câu hỏi thứ nhất, số liền trước của số 5 là số nào? Các con hãy quan sát trên tia số. Đây là số 5. Vậy số liền trước là của 5 là số nào? À, đó chính là số ngay cạnh bên trái của số 5. Đó chính là số 4. Vậy chúng ta trả lời số liền trước của số 5 là số 4. Tiếp theo với câu hỏi, số liền sau của số 9 là số nào? Các con cùng quan sát trên tia số với cô nào. Đây là số 9. Vậy số liền sau của số 9 là số nào? À, số liền sau của số 9 sẽ là số nằm ngay cạnh bên phải của số 9. Đó là số 10. Vậy chúng ta nói số liền sau của số 9 là số 10. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập số 2 nhé. Ở bài số 2, yêu cầu chúng ta điền các số còn thiếu ở các tia số. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và tìm các số còn thiếu, viết vào các ô tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở phần B. Mời các con cùng thực hiện. Nào, bây giờ cô trò chúng ta cùng chữa bài nào. Ở tia số thứ nhất, khoảng cách từ số 11 đến số 16 là những số nào? À, đó là các số 12, 13, 14, 15. Tiếp theo, đây là vạch số 16. Vậy khoảng cách từ số 16 đến số 20 là những số nào? Đó là các số 17, 18, 19. Tiếp theo, ngay sau số 20 và trước số 22 là số nào? Đó là các số 21. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành tia số thứ nhất. Mời các con đọc cùng cô. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tiếp theo với tia số thứ hai, các con hãy quan sát trên tia số, ngay sau số 85 và trước số 87 là số nào vậy các con? À, như vậy số cần điền sẽ là số 86. Sau số 89 và trước số 91 sẽ được viết là số 90. Khoảng cách từ số 92 cho đến 95 là các số nào? Đó chính là số 93, 94. Ô cuối cùng nằm ngay sau số 99. Vậy chúng ta sẽ điền được số nào? Đó chính là số 100. Chúng ta vừa hoàn thành tia số thứ hai. Mời các con cùng đọc với cô ở tia số này nhé. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97 98 99 100. Bây giờ các con hãy quan sát hai tia số này và trả lời các câu hỏi ở phần B cùng cô nào. Câu hỏi thứ nhất, số liền trước của 16 là số nào? Vậy để trả lời được câu hỏi này, chúng ta hãy quan sát tia số thứ nhất. Đây là số 16. Vậy số liền trước của số 16 nằm ngay cạnh bên trái của số 16, đó chính là số 15. Như vậy chúng ta trả lời là số liền trước của số 16 là số 15. Câu hỏi tiếp theo là số liền sau của số 85 là số nào? Các con hãy quan sát ở tia số thứ hai. Đây là số 85. Vậy ngay cạnh bên phải của số 85 là số 86. Như vậy chúng ta nói số liền sau của số 85 là số 86. Ngoài ra còn một cách để tìm số liền trước và số liền sau. Vậy đó là cách nào? Chúng ta cùng thực hiện bài tập số 3 nào. Ở bài tập số 3, yêu cầu chúng ta điền số vào các dấu hỏi chấm. Ở đây cô có cột thứ nhất là số liền trước, cột thứ hai là số đã cho, cột thứ ba là số liền sau. Vậy để tìm số liền trước, số liền sau với số đã cho, chúng ta sẽ lấy số đã cho trừ đi 1 sẽ được số liền trước, và lấy số đã cho cộng thêm 1 chúng ta sẽ được số liền sau. Ở đây các con thấy cô có số đã cho là 6, ta bớt trừ đi 1 chúng ta sẽ có 5. Vậy 5 là số liền trước của 6. Chúng ta lấy 6 cộng thêm 1 được 7. Vậy ta nói 7 là số liền sau của 6. Tương tự như vậy với các số còn lại, mời các con cùng thực hiện. Nào bây giờ mời các con cùng đối chiếu kết quả trên màn hình với cô nào. Ở hàng thứ 2, số đã cho là 30, số liền trước là 29. Vậy số liền sau là số nào? Chúng ta sẽ lấy số 30 cộng thêm 1, chúng ta sẽ được số 31. Vậy chúng ta nói số 31 là số liền sau của số 30. Hàng tiếp theo, số đã cho là 68. Vậy số liền trước là số nào? Chúng ta sẽ lấy 68 trừ đi 1 sẽ được 67. Vậy chúng ta nói 67 là số liền trước của 68. Hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng, số đã cho là số 99. Vậy để tìm số liền trước của số 99, chúng ta lấy 99 trừ đi 1, chúng ta sẽ được số 98. Vậy chúng ta nói số 98 là số liền trước của số 99. Để tìm số liền sau của số 99, chúng ta lấy số 99 cộng thêm 1, chúng ta sẽ được số 100. Vậy chúng ta nói số 100 là số liền sau của số 99. Đó là cách tìm số liền trước, số liền sau. Bây giờ cô trò chúng ta cùng so sánh các số ở bài tập số 4 nào. Ở bài tập số 4, yêu cầu chúng ta chọn dấu lớn bé thích hợp. Ở bài tập số 4 này, bạn voi nhắc chúng ta như thế này. Trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau. Số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Vậy bây giờ các con hãy dựa vào lời nhắc của bạn voi và quan sát các số trên tia số để chúng ta chọn dấu thích hợp điền vào các dấu hỏi ở phía dưới nhé. Mời các con cùng thực hiện. Nào, bây giờ các con cùng cô chữa bài nhé. Đầu tiên chúng ta có cặp số 88 và 91. Các con hãy quan sát trên tia số. Đây là số 88 và đây là số 91. Như vậy chúng ta thấy số 88 đứng trước số 91, nên chúng ta nói 88 bé hơn 91 và chúng ta sẽ chọn là dấu bé. Cặp số tiếp theo là 92 và 90.
Chúng ta hãy quan sát trên tia số. Đây là số 92. Và đây là số 90. Quan sát trên tia số, chúng ta thấy số 92 đứng sau số 90. Vậy chúng ta nói 92 lớn hơn 90, nên chúng ta chọn dấu lớn. Tương tự như vậy, các con hãy so sánh cặp số 98 và 89. Trên tia số, số 98 ở đây và số 89 nằm ở đây. Như vậy, chúng ta thấy số 98 đứng sau số 89, nên chúng ta nói số 98 lớn hơn số 89. Chúng ta chọn dấu lớn. Ở cặp số cuối cùng, 95 và 100. Đây là số 95 và đây là số 100. Như vậy, chúng ta thấy số 95 đứng trước số 100, nên chúng ta nói 95 bé hơn số 100, nên chúng ta chọn dấu bé. Như vậy, chúng ta vừa so sánh các số dựa vào tia số. Để sắp xếp thứ tự các số thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Mời các con cùng thực hiện bài tập số 5 với cô nào. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta sắp xếp các số 23, 47, 30, 69 theo A, theo thứ tự từ bé đến lớn, B, theo thứ tự từ lớn đến bé. Để sắp xếp được các số này, các con hãy dựa vào thứ tự các số chúng ta đã học và dựa vào, và thêm một cách nữa là dựa vào các số hàng chục của mỗi số. Ở đây, ví số 23 có 2 chục, số 47 có 4 chục, số 30 có 3 chục, số 69 có 6 chục. Vậy, dựa vào các số hàng chục của mỗi số, chúng ta sẽ thấy số nào có số hàng chục bé nhất, chúng ta xếp trước. Bây giờ, mời các con cùng thực hiện nào. Nào, bây giờ cùng cô chữa bài nhé. Câu hỏi A, theo sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn có nghĩa là như thế nào? À, là số nào bé nhất chúng ta xếp trước. Vậy, dựa vào thứ tự các số và các số hàng chục của mỗi số, chúng ta sẽ sắp xếp số 23, rồi đến số 30, rồi đến số 47 và cuối cùng là 69. Như vậy, thứ tự từ bé đến lớn sẽ được sắp xếp là 23, 30, 47 và 69. Ở phần B, sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là số nào lớn nhất chúng ta viết trước. Và chúng ta còn nhận thấy là ở phần thứ tự từ lớn đến bé có nghĩa là ngược lại thứ tự theo thứ tự từ bé đến lớn đấy các con. Bây giờ chúng ta quan sát thấy số có số hàng chục lớn nhất là số 69. Chúng ta viết trước. Rồi đến số 47, số 30 và số 23. Như thế, thứ tự từ lớn đến bé sẽ được sắp xếp là 69, 47, 30 và 23. Các con thân mến, cô vừa mới hướng dẫn chúng ta nhận biết tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số, biết được số liền trước, số liền sau và sắp xếp thứ tự các số. Vậy các con hãy vận dụng các kiến thức này vào những bài tiếp theo nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi.